Nếu như muốn giữ cái răng có các kích thước y như cũ á, thì chúng ta có thể làm mài những cái răng này và chúng ta đắp được tiếp. Còn nếu mà bệnh nhân chấp nhận mà cái bề mặt này nó to chút thì chúng ta sẽ làm debridering toàn bộ cái bề mặt. So you see, I'm just placing my halo around and then just closing the. Yeah. Và đầu tiên thì tôi cho cái composite nó đi quanh để nó định hình lên cái viền. Rồi sau đó chúng tôi đắp lên trên. So this is modern dentistry, in my opinion. Cái này á nó còn hơn là nha khoa. Theo ý kiến của tôi nó không chỉ là nha khoa, nó còn nhiều hơn thế nữa. Really to understand the trouble of the patient and to be able to anticipate much more trouble in the future. Dạ, chúng ta đã làm được rất là nhiều điều, là chúng ta còn hướng tới cái tương lai, chúng ta còn làm cho cái nhìn rộng hơn, nhìn của cái sức khỏe của hàm răng. And if the patient will call my secretary in 1 year asking for an urgent appointment or whatever, me, I know already what I have to do. Dạ, nếu như bệnh nhân đó họ gọi cho thư ký của tôi sau khoảng 1-2 năm và cho xin một cái lần hẹn, xin một cuộc hẹn khẩn cấp, thì tôi cũng sẽ biết cách mà xử trí nó. What can happen in the future to a patient like that? Trong tương điều gì có thể diễn ra trong tương lai với những bệnh nhân mà được phục hồi như thế này? Dạ các chị. Dạ. Mẹ chip. So, 15 yeah. minutes. Fine. Dạ thì 15 minutes 15 phút thôi là sửa được xong. You understand the meaning? Các bạn có hiểu được ý nghĩa của nó không? Really, my really trouble are when I have to play crazy with young patients. Và tôi thường á là gặp những cái cảm thấy nổi điên khi gặp những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi. Because I'm not happy or proud of really being able to fix the big disaster of somebody else. Và bởi vì tôi không có cảm thấy vui vẻ như thế nào thì chúng tôi phải sửa chữa lại những cái thảm họa mà gặp ở những bệnh nhân này. So this girl, she's a companion of my daughter. Dạ thì cái cô bé này thì lứa tuổi tràng ngang với lại con gái tôi. And she came to me because his dentist suggest her to extract this tooth. Bệnh nhân này đến với tôi bởi vì có một nha sĩ đề nghị là nhổ cái răng này đi. Nhổ răng 21 đi. So you imagine which a disaster can be extracting at the 17 essential. Dạ thì các bạn sẽ thấy nó thành một thảm họa như thế nào nếu chúng ta nhổ một cây răng 21 ở bệnh nhân mới có 17 tuổi răng cửa, ở bệnh nhân có 17 tuổi răng cửa giữa. And she was in a point of doing because she didn't like this black tooth and she was dreaming for something white. Dạ. Cái lý do mà nha sĩ sửa chữa cái răng này á là bệnh nhân không thích cái màu đen của cái răng này. So let's think the most important when something happen like this, I never make a trouble with the previous dentist or I never discuss the decision that another dentist has taken. Dạ, cái vấn đề là chúng ta không thầy của tôi không có khả năng trao đổi với cái nha sĩ trước đây được, không có cái kênh để đối thoại với cái nha sĩ mà trước đây của bệnh nhân. We are doctor. Chúng ta là những bác sĩ. The meaning is in the diagnosis we must have an agreement all together. Dạ, trong cái giới nha sĩ của chúng ta cần có một cái thỏa nghị ngầm rằng là chúng ta phải đồng thuận với nhau. In the treatment plan, we are little king in our little reign. Dạ, thì là trong cái lĩnh vực cấp điều trị, mỗi người là một ông vua trong cái vương quốc của mình. Tức là giờ chẳng lẽ tôi đi nói xấu với lại ông nha sĩ trước. Cho nên thôi, mỗi ông thì làm kiểu, thì tôi làm kiểu chứ không có thể nào mà vậy. Tôi bắt ông kia phải theo ý tôi. Chúng ta là cái ông vua, the king trong cái sự cai trị của chúng ta. So let's speak about diagnosis mostly. Let's speak about diagnosis. Yeah. Chúng ta nói về cái chẩn đoán. So why the dentist suggests to extract this tooth?
Tại sao cái người nha sĩ đó đề nghị là nhổ cái răng này đi? Maybe there is a lesion under. I mean, she told me that she got a trauma when she was 13, and that's why this teeth is shorter also. Dạ thì có thể là do cái lý do là có một cái sa thương nào đó. À, bệnh nhân nói với tôi là 13 tuổi là bị một cái chấn thương. So maybe there is a big lesion that is impossible to treat, or if he tried to treat, maybe there is a fracture, correct? Those are the situation that I start to imagine. So I start to scan in my mind what's the trouble and how can I fix, because she is just 17. Có thể là bệnh nhân bị gãy, có thể bệnh nhân bị một cái chấn thương và cái sa thương nó rất là lớn sau cái chấn thương đó. Thì tôi phải scan, tôi phải quét qua trong đầu tôi tất cả những cái khả năng mà có và tôi phải đi điều tra, phải chẩn đoán xem cái tình trạng của răng này là sao. So diagnosis for the dentist, then the need of the patient is to have a white tooth. Yeah, và cái chẩn đoán đối chiếu với cái nhu cầu của bệnh nhân, sự cần thiết của bệnh nhân là muốn có cái răng này trắng. My needs is to feed my family and to give to have money for my family. Dạ, như vậy cái nhu cầu của tôi là tôi cần làm việc để kiếm tiền để nuôi gia đình tôi. So we need to combine all of this, correct? Chúng ta cần phải kết hợp tất cả những cái nhu cầu này lại, cái sự cần thiết này lại đến từ phía bệnh nhân, đến từ bác sĩ. So first of all, I go to see what's up. Dạ, thì đầu tiên tôi phải xem thì có cái có những cái cách gì. But I know that I'm in another level. I'm not anymore in the street food, correct? Dạ, thì chúng ta thấy cái này không thể làm theo kiểu mà street food rồi. Không thể làm cái nhà khoa theo kiểu thức ăn đường phố. Because we also have to solve that black. Bởi vì chúng ta phải giải quyết cái màu đen này. And me personally, very rarely I go for internal bleaching. Yeah, và tôi bản thân tôi rất hiếm khi nào làm cái tẩy trắng răng từ bên trong, tẩy trắng răng của răng chiếc tủy. And I don't suggest you to go for that. Và tôi cũng không đề nghị các bạn là nên làm cái loại hình tẩy trắng răng bên trong. There is a bad prognosis and your risk of having an internal resorption like I got, yeah, it is too high. And the moment that you lose the a central, you remember for all the life. Yeah. Thì nó có một cái nguy cơ rất là lớn, có một cái tiên lượng rất là xấu. Đó là tiên lượng của sự tiêu, nội tiêu bên trong khi mà chúng ta làm những cái tẩy trắng răng bên trong. So, and then I don't know any composite which really can completely cover one black in a direct way, I mean in my hands, to fix it. Và một cái nữa là tôi không biết hiện giờ có cái composite nào nó có khả năng nó che được cái màu đen của cái răng này. Hiện giờ theo thầy thì thầy chưa tìm ra thấy được cái composite nào che được. So first of all we must try to fix the trouble and then to select the material to be used. Đầu tiên chúng ta phải giải quyết cái trouble, cái rắc rối của chúng ta, rồi sau đó chúng ta phải tìm cái vật liệu để đáp ứng cái đó. So, I go to open my the tooth, as you see there was a deep fracture on the palatal way as well. Dạ, thì tôi mở cái này ra, chúng tôi thấy có một cái sự nứt gãy rất là sâu. And I saw that there was a perforation. Và tôi thấy có một sự thủng ở đây. So, the dentist decided to extract. Now I can get the point. Dạ, bây giờ là tôi bắt đầu tôi hình dung ra được cái lý do tại sao người nha sĩ đó là muốn nhổ cái răng này. Teeth became black, maybe for some blood that came into. Dạ, cái răng nó bị đen là do cái máu nó chảy vào trong cái thủng này. He thought that if the patient comes complaining, he will have much more trouble. Dạ nên người nha sĩ đó có thể suy nghĩ rằng nếu như mà bệnh nhân đau á, thì khi cái cách để làm như vậy là càng thêm rắc rối cho anh. And so he took the decision of telling the patient that. Dạ, đó là lý do đề nghị thôi nhổ răng này chắc. So now, I have, if I see where the perforation is. Dạ, tôi phải xem từ cái sự thủng này nó ở đâu. Counting on the fact that I make this tooth longer, I will make this tooth longer, so I will move some gum. Maybe I can seal that type of perforation. Dạ, và một cái nữa là cái răng này tôi cần phải làm nó cao hơn và tôi phải cắt bớt nướu đi.
Và chính cái cấp lưu đi nó cho tôi thêm cái không gian để tôi che lại cái điều đen đó. So, that's the moment to come back to the roots. I mean, as you see, in all my treatment, before using the burr, I try to use my neurons. Yeah. Thì các bạn thấy chúng ta phải chẩn đoán trước đã. Ở trong cái thực hành của tôi, trước khi mà tôi dùng cái bửu quang thì tôi phải dùng cái neuron của tôi đã. So, I take an impression and I move to the labyrinth. Tôi lấy dấu và tôi chuyển qua lab. I never treat a single tooth in a theater, never. Tôi không bao giờ điều trị một cái răng cửa đơn lẻ. Điều trị hai răng cùng lúc. Especially when I have to cover all the vestibulary, because I mean it's quite impossible. And then because I have to make those two teeth much bulky, I can make them more resistant. Yeah, và tôi phải làm. Nhất là tôi phải đắp thêm mặt ngoài của các răng làm cho nó bong kia, tức là nó kềnh càng hơn, nó to hơn, thì tôi phải làm cùng lúc hai răng. So, following this idea, this project, now I act accordingly. Và theo cái ý tưởng của cái mẫu sáp của cái người kỹ thuật viên đó, cái idea đó, cái ý tưởng đó cũng như cái project đó, cái sự tiên đoán cái dự đa cái dự án đó, thì tôi mới đưa ra cái kế hoạch tương ứng. So, as you see, I act in moving bone and gamma. Yeah. Sau đó tôi đề nghị là phía nhà chú là cắt nướu gọn xương cho tôi để làm dài chiều dài cái thân răng lâm sàng. And then you see, I'm discovering the perforation. Yeah, và các chị thấy cái này nó được che phủ bởi cái chất trắng. And after that I it and I clean my tooth, I can fix my mock-up in the mouth. Yeah, sau khi chúng tôi làm sạch cái bề mặt răng này thì chúng tôi làm cái mock-up á, làm cái mock-up theo cái màu sáng. So now the procedure goes smooth. Và bây giờ những cái thủ thuật, các bước của tiến trình thủ thuật nó đi rất là trơn tru, suôn sẻ. Over the mock-up, I'm going to prepare my tooth. Yeah, thì sau khi mà chúng ta làm cái mock up xong á, thì dựa trên cái mock up đó chúng ta bắt đầu sửa soạn. And I will go for two veneers. Rồi tôi sẽ làm hai cái veneer. So in the same appointment, I prepare and I take an impression. Yeah, và trong cùng cái thì tôi sửa soạn cái bề mặt răng và tôi lấy dấu. As you see, my preparation it is absolutely smooth, all vestibular. And I don't prepare any margin in my veneer. Yeah, và các chị sửa soạn chúng tôi rất là ít. Như các chị thấy chỉ thị trong cái spatwin này, tức là cái cây giống như cây tròn này. Chúng ta thấy cái mức độ nó. This is the post-op with the radiogram before and after. Và đây là cái sau điều trị trên X-quang chúng ta thấy. And this is after 6 months. Đây là sau 6 tháng. And 1 year. Sau 1 năm. And which is the material that I have used for veneer in this teeth? Cái vật liệu mà tôi làm cho cái veneer này là vật liệu gì? Yeah. Thầy hỏi các chị đang what material, vật liệu gì các chị? Đoán thử anh chị. Yeah. Trực tiếp hay là gián tiếp? Gián tiếp và trực tiếp. Composite gián hay trực tiếp? Gián. Trực tiếp hả? Yeah. Yeah. Indirect composite. Indirect composite media. Correct. Chính xác. And this is the situation after 3 years. Đây là 3 năm, theo dõi sau 3 năm. So, which are the considerations? Look at the quality of the surface. Yeah, thì các chị xem ở đây sau 3 năm phải xem cái chất lượng của cái bề mặt răng. This is the same filter that I use in the mouth that my technician use in the lab. Dạ, yeah, thì cái vật liệu cũng giống như vật liệu mà chúng tôi dùng ở trong lâm sàng. I used to give him a couple of syringes based on the recipes and nothing more. He don't have to buy the company. Dạ, yeah, thì tôi đưa cho bệnh kỹ thuật viên một cái vài cái ống của tôi theo đúng cái recipe, theo đúng cái công thức mà trộn của tôi. Và kỹ thuật viên không cần mua cái vật liệu. Look the integration of bulky restoration towards with your gum. Yeah, thì các chị thấy ở đây cái hình thái của cái mão, cái bề mặt của cái răng nó hơi kềnh càng hơn.
So those are the important points to fix. Đó là những cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. So when we choose a material, we must really try to fix two points, not to think this is good, this is bad, I prefer this, I prefer that. Thì khi chúng ta dùng vật liệu, chúng ta phải suy nghĩ đến hai điều chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ vật liệu này là tốt hay là xấu, hay là tôi thích dùng vật liệu này, tôi không thích dùng vật liệu này, mà chúng ta phải nghĩ đến hai điều. Two factors lead my step in choosing one composite system. Có hai yếu tố mà nó sẽ quyết định là tôi chọn cái loại composite gì. First of all, the handling. Thứ nhất là cái đặc tính thao tác. Dùng có dễ không đó? I want material that I can sculpt myself. Tôi thích dùng cái vật liệu mà tôi tự thân có thể điêu khắc được. I don't want flowable material that all the time they skip under my instruments or I cannot govern correctly. Tôi không thích một cái dụng cụ và cái vật liệu nó quá khó tính chảy. Nó không có theo cái sự điều khiển của cái dụng cụ của tôi, không có theo cái sự điêu khắc của tôi. Second point, I love material stable over the time. Và cái thứ hai, tôi muốn cái vật liệu nó có cái tính ổn định dài lâu. Which means, điều đó có nghĩa là I can polish easy. Tôi có thể đánh bóng nó dễ dàng.